Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thùy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách mình tận dụng các loại chiếc cái vỏ chai nha cả nhà. Chẳng hạn như những cái vỏ chai mà chai nước ngọt nè, chai nước suối, vân vân. Nói chung là các loại chai mà mình sử dụng qua một lần rồi á, mình đương nhiên là mình vứt bỏ hoặc là mình bán chai chai, đúng không cả nhà? Như vậy rất là tiếc ha. Hôm nay á, Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách là để mình tưới cây, mình không có cần coi như là thí dụ mình đi du lịch hay đi đâu đó 5-7 ngày mình vẫn không có sợ những cái cây mình trồng, những cái chẳng hạn như hoa lan thì cũng đâu có thể nào thiếu nước đâu, đúng không cả nhà? Mình đi một hai hôm là nó đã héo, đúng không cả nhà? Cho nên là hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình ha. Bây giờ cả nhà cùng làm với Thúy. Thì ở đây thì sử dụng một cái chai như vậy nè cả nhà. Cái chai này khoảng 1 lít mấy á. Đó, mình sẽ dùng lửa để hơ ha. Thì ở đây thì chỉ hơ đục một lỗ thôi nha cả nhà. Đó. Với cái chai này thì mình sử dụng cho hoa lan hoặc là những cái cây hoa kiển mà mình trồng mà nó không thể nào thiếu nước được á, thì mình nó cung cấp nước rất là tốt nha cả nhà. Nó chỉ nhỏ giọt hoài luôn, mình đi cả tuần cũng không sao. Cho nên là Thúy thấy cái cách này rất là ok, cho nên sẵn hôm nay Thúy chuẩn bị đi công chuyện mấy ngày luôn. Cho nên là Thúy chuẩn bị cho cái cây nè. Đó, Thúy làm xong rồi nè cả nhà. Thì mình chỉ đục một lỗ mình cho nước vào. Rồi xem là mình nếu mà ở ngoài vườn thì mình treo lên cả nhà, nó sẽ nhỏ giọt như vậy ha. Cái này là cái cây lưỡi hổ nha cả nhà. Đó, Thúy trồng Thúy để trong nhà vậy nè. Thúy làm mấy cái chai Thúy để bên ngoài nữa, cho nên là bây giờ Thúy làm cái chai này trước Thúy để trong nhà. Thì tại vì mình để trong nhà thì nó không có chỗ mình treo, thì mình có thể để xuống như vậy nè cả nhà. Đó, không sao ha, nó nhỏ giọt như vậy đó. Tới khi Thúy về mấy lần trước Thúy làm á, đi 3-4 ngày luôn, về là còn hơn nửa chai á cả nhà. Nó nhỏ giọt mà cái cây mình nó coi như là lúc nào cũng có nước hết cả nhà. Thì nó rất là khỏe ha, nó không có bị héo đi. Đó, cho nên là cả nhà mình nên áp dụng cái cách này với cái chai nhựa mà mình bỏ đi, thay vì mình bỏ đi mà mình áp dụng với cách này rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà? Đó, cả nhà thấy không? Đó, nó nhỏ giọt vậy đó. Mình treo lên đó thì mình thấy nó rõ hơn. Còn nãy như thế nãy thì cầm á, cả nhà thấy không, nó nhỏ hết đó nè. Đó, mình để xuống nó cũng y chang vậy cả nhà. Cho nên mình cứ yên tâm ha, mình làm với cái cách này. Thôi Thúy dừng video ở đây. Nếu có nhà thấy video hữu ích thì nhớ tặng Thúy một like ha. Và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.